chào mọi người, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về một cái trận rất bí ẩn trong trò chơi quá nổi tiếng từ xưa và quán tay to năm 1990. Mọi người gọi là đảo kho báu phần 1. Tên gốc tiếng Nhật của nó là Don Dokodon 1. Nó có hai phần. Đây, bên này là phần 2 đây. À, thì hôm nay tôi xin chia sẻ bí ẩn trận có 12 lần continue. Nó dễ hiểu là 12 lần sinh mạng sau khi bị game over đấy. Mà theo mặc định trò chơi nó là 6 lần thôi. Đây, theo mặc định nó là 6 lần. Thì để bắt đầu chỉnh thì mình sẽ chỉnh ngay từ lúc chọn một hai người. Mình sẽ giữ nguyên nút A rồi mình nhấn theo thứ tự là trái lên phải xuống, lên phải trái xuống. Đấy, thì số 6 thì nó sẽ biến thành số 12. Giờ tôi sẽ chỉnh cho mọi người xem đây. Giữ nguyên A. Trái lên phải xuống, lên phải trái xuống. Đấy. Hai trò chơi này nó khá tương tự như là trò chơi bắn bong bóng á, với lại trò người tuyết á, Snow Road á. Đấy, thì tôi xin chia sẻ như vậy thôi, đi một đoạn ngắn thí nghiệm chơi vậy thôi. Thì phần chia sẻ bí ẩn hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại trong video ở tương lai.